Rồi, chào anh em. Nay tiếp tục mình lên một con đồng chúa gừng này cho anh em xem và tham khảo. Ưng thì đón về gọt mồi. Con này thì mình chỉ quay sơ lược ngoại hình cho anh em xem rõ hình ảnh em nó. Còn về nước chơi của con này thì giờ mình cũng không biết để mô tả và nói như thế nào. Chỉ mời anh em vào xem clip của em nó. Nước chơi của nó là từ nước tiền đến nước hậu là nó sẽ bày tỏ trong clip có hết. Anh em cứ vào xem và tự thẩm. Con này là mình quánh, nếu mà chọn nó chọn clip của nó là hơn 3 tiếng đồng hồ nha anh em. Đó nên mình không có thể nào mà khả năng mà mình đăng hết được, nên mình chỉ lấy một phần. Một phần đầu thôi để mà mình đăng lên nước chơi nó cho anh em xem và tham khảo thôi. Con này là mình quánh kèo đầu là gần 3 tiếng đồng hồ. Không thu phục được nó mình mới đuổi lên. Đuổi lên mình đánh dò đón, mồi chịu hết nổi rồi, mình đuổi lên mình đánh dò đón. Rồi kèo 2 mình đánh dò đón là nó xuống quận 2 nữa là nó chỉ nó chơi mà nó tuột lửa mà nó nằm nó phơi nắng không nha. Rồi mới thu phục đưa em nó về đội. Rồi, mời anh em vào xem clip gần và thẩm nước chơi của em nó. Ưng thì alo Q69, số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc là trên màn hình để anh em đón em nó về chăm sóc và gọt mồi. Con này thì phải mình không còn nói cái gì mà để mô tả về nước chơi nữa. Chỉ mời anh em vào xem clip rừng và anh em sẽ tự thẩm nước chơi của em nó nha. Rồi mời anh em vào xem clip rừng em nó nha. Bye-bye.
Bye.
Rồi, clip dài quá, mình không có thể nào mà mình đưa lên hết được. Mình chỉ cắt gọn một khúc vậy cho anh em tham khảo thôi. Giờ mời anh em vào xem đoạn 2 thu phục đưa em nói về đội nha anh em. Bye.